Kính thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi là bản kết luận điều tra của một hành vi mà Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố về cái hành vi cố ý gây thương tích theo điều 134 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ nói về kết luận điều tra. Thì thưa quý vị và các bạn, sau khi có cái hành vi phạm tội xảy ra thì cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, và hết cái giai đoạn điều tra thì gọi là kết thúc điều tra. Còn cái từ cái giai đoạn nào mà tới kết thúc điều tra thì luật sư sẽ nói vào những cái video sau. Thì điều 233 kết luận điều tra trong trường hợp đề nghị truy tố. Trong trường hợp đề nghị truy tố thì bản kết luận điều tra phải ghi rõ diễn biến hành vi phạm tội. Thưa quý vị và các bạn, đối với cái việc diễn biến hành vi phạm tội, vào mấy giờ, bị can gì đó đi với ai và làm gì để dẫn đến mâu thuẫn và dẫn đến tỷ lệ thương tật là bao nhiêu phần trăm. Diễn biến hành vi phạm tội mô tả, kết luận điều tra đã mô tả được cái hành vi, và cái hành vi đó đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Nếu có sự xâm phạm về tài sản, đó là tội cướp giật nè, tội trộm nè, có hành vi xâm phạm về sức khỏe, tính mạng, cố ý gây thương tích, giết người chẳng hạn, và chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị can. Chứng cứ quý vị và các bạn ạ, chứng cứ rằng là chính bản thân bị can đó cùng những cái người khác đã thực hiện cái hành vi phạm tội. Tôi sơ lược cho quý vị và các bạn nghe một cái kết luận điều tra nha. A đi cùng xe ô tô tải vào bãi phân bò của anh ruột tại ấp Bầu Đưng, xã An Nhân Tây để lấy phân bò giao hàng cho khách hàng. A có mâu thuẫn chặn không cho xe ô tô tải vào. A điều khiển xe gắn máy chạy vào. A dùng dao cầm tay xông lên chém B một nhát vào tay phải gây thương tích. A bỏ chạy ra đường và lượng cán gỗ lưỡi bằng kim loại dài 80cm, bản rộng 7cm cầm trên tay. Quý vị và các bạn ạ, mô tả cái hành vi phạm tội, thủ đoạn là lén lút trộm cắp, hoặc là thủ đoạn là lợi dụng lúc vắng người, thủ đoạn là dùng ý chí để mà triệt tiêu, để mà giật được tài sản. Động cơ có sẵn, có trước, sau trong khi thực hiện hành vi phạm tội. Mục đích của việc phạm tội, tính chất, mức độ, thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Nói chung, nếu trong vụ cố ý gây thương tích này thì tỷ lệ thương tật là 50%. Còn trong những cái vụ mà trộm thì có thể thiệt hại là 10 triệu, 50 triệu. Vụ cố ý hủy hoại tài sản là 30 triệu chẳng hạn. Việc áp dụng thay đổi hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. Biện pháp ngăn chặn ở đây có thể rằng là cho bị cáo cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo bị tạm giam, bị cáo rất là nhiều những cái hình thức biện pháp ngăn chặn. Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng. Ví dụ như trong cái vụ hiếp dâm thì có để lại cái quần, cái áo chẳng hạn. Như trong cái vụ cố ý gây thương tích thì có những cái hung khí để lại hiện trường. Trong những cái vụ việc khác
thì có những cái cơ quan điều tra đã tạm giữ những cái đồ vật tài liệu cho rằng nó là những cái vật chứng hoặc những cái phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội quan trọng lắm. Vì đâu dẫn đến cái anh A này anh gây thương tích cho anh B? Có phải vì ảnh mâu thuẫn với anh B từ trước đó, hay là vì ảnh bên người anh chị em ruột, hay là vì cái nguyên nhân và điều kiện phạm tội khác nhau thì dẫn đến những cái quy định, các yếu tố cấu thành tội, nó gồm có khách quan, chủ quan, khách thể, chủ thể hoàn toàn khác nhau quý vị và các bạn ạ. Và căn cứ đề nghị truy tố về tội danh thì trong cái kết luận điều tra này thì căn cứ đây là vụ án cố ý gây thương tích do bị can A và bị can B trực tiếp thực hiện hành vi gây thương tích lẫn nhau. A là người có tỷ lệ thương tích là B là người có tỷ lệ thương tích là 50%, thuộc tội phạm rất nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe lẫn nhau, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an ninh địa phương. Do vậy cần xử thật nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Và trong kết luận điều tra phải diện dẫn được điều 232 và 233. Điều 232 là tôi có nói rồi đó, sau khi kết luận kết hết một cái hành vi phạm tội, từ nhân thân, từ tình tiết khách quan, các bản khai, lời hỏi khai, thu thập cái chứng cứ tài liệu, kết thúc điều tra. Và điều 233 là kết luận điều tra trong trường hợp đề nghị truy tố. Như vậy, bản kết luận điều tra phải ghi rõ ngày, tháng, kết luận, họ và tên, chức vụ và chữ cưới của người ra kết luận điều tra. Thưa quý vị và các bạn, ở Việt Nam mình có 3 cơ quan. Thứ nhất là cơ quan điều tra, thì thẩm quyền của cơ quan điều tra, thủ trưởng cơ quan điều tra ra cái quyết định, ra cái kết luận điều tra. Và viện kiểm sát, thủ trưởng của viện kiểm sát, viện trưởng viện kiểm sát thì ban hành cái cáo trạng, và tòa án thì sẽ xét xử vụ án, thẩm phán sẽ xét xử vụ án. Và ba cơ quan này độc lập để khách quan, không phụ thuộc vào nhau để xét xử một cái hành vi phạm tội quy định trong bộ luật hình sự. Thưa quý vị và các bạn, lý do tại sao hôm nay luật sư đưa cái kết luận điều tra trong trường hợp đề nghị truy tố này, thì luật sư có ý rằng nếu trong trường hợp sau khi có được cái kết luận điều tra này thì chúng ta được quyền biết, thì những ai được quyền biết nào? Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra bản kết luận điều tra, cơ quan điều tra phải giao bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố hoặc bản kết luận điều tra kèm theo quyết định cho bị can hoặc người đại diện của bị can. Chúng ta được quyền nhận kết luận điều tra đó quý vị và các bạn ạ. Nếu chúng ta là người đại diện của bị can, nói chung là trong trường hợp là những người mà chưa thành niên phạm tội, hoặc là chúng ta là bị can trong cái vụ án. Trong thời hạn 2 ngày theo điều 232, trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ra bản kết luận điều tra, cơ quan điều tra phải giao bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố hoặc bản kết luận điều tra kèm theo quyết định đình chỉ điều tra cùng hồ sơ cho viện kiểm sát cung cấp, giao bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố hoặc quyết định đình chỉ cho bị can và người đại diện của bị can, gửi bản kết luận điều tra và truy tố hoặc đình chỉ
điều tra cho người bào chữa, thông báo cho người bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Thưa quý vị và các bạn, thông qua video này trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, luật sư muốn nói cho quý vị và các bạn rằng nếu trong trường hợp người nhà, người thân của chúng ta nhận được cái kết luận điều tra, hoặc nếu chúng ta không nhận được kết luận điều tra mà hồ sơ tới tòa, thì chúng ta có quyền nhận được theo quy định của điều 232. Kết thúc điều tra thì trong vòng 2 ngày kể từ ngày ra cái bản kết luận điều tra thì chúng ta có quyền nhận. Nếu chúng ta, và khi nhận thì nếu đúng tội danh thì chúng ta không có ý kiến, còn nếu chúng ta khiếu nại, có quyền khiếu nại về cái tội danh này không đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, cái việc mà nói về vấn đề hình sự là một cái vấn đề rất là khó, thật khó. Và nó chỉ diễn ra trong trường hợp những người liên quan. Và hôm nay cũng muốn thông qua những cái video này để phân tích cho quý vị và các bạn những người đang trong giai đoạn điều tra và họ không biết rằng ở giai đoạn này mình được gì, thì mình chỉ biết rằng là cơ quan điều tra sẽ ban hành cái quyết định điều tra và mình nhận trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ban hành cái quyết định, và người nhận là bị can hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Thưa quý vị và các bạn, rất mong quý vị và các bạn sẽ lan tỏa cái chương trình Dân ta phải biết luật ta đến cho mọi người. Hy vọng một chút kiến thức nhỏ nhoi có thể gửi đến quý vị và các bạn để song hành với quý vị và các bạn trong cái con đường tố tụng mà vô phúc đáo tụng đình, người nhà, người thân của chúng ta gặp phải và có thể là chính chúng ta gặp phải. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.